đã gọi nhau một tiếng vợ chồng, không phải cứ mệt là buông, cứ không hợp là liền bỏ đi. Yêu nhau, thương nhau là dù có như thế nào vẫn muốn ở bên cạnh để che chở cho nhau. Không hợp, không hiểu nhau, âu cũng vì thiếu sự yêu thương, thiếu cảm thông. Mệt mỏi là bởi vì thiếu sự thấu hiểu hoặc yêu chưa đủ nhiều. Hai người vốn xa lạ gặp được nhau đã khó, ở cạnh mà yêu thương lại càng không dễ. Muốn buông tay thì dễ lắm, một người nói kết thúc, một người gật đầu, vậy là xong. Có giữ được nhau hay không mới là khó. Trong tình yêu, cãi vã giận hờn thì mới là yêu. Không cãi vã thì chẳng khác nào xem nhau như người dưng. Cuộc đời này rộng lớn lắm, để tìm được một người vì mình mà rơi nước mắt đâu phải dễ. Vậy nếu đã yêu thương xin đừng hời hợt. Gặp được nhau khó lắm, đời thì ngắn mà lại còn bỏ lỡ nhau thì biết đến bao giờ mới tìm lại được hạnh phúc. Vứt áo ra đi thì dễ, ở lại bên nhau.